Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo đây là bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Nam Mô A Di Đà Phật. Trần thế lợi danh giấc mong tràn, đời cùng tiếng Phật hà phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm đau, tầm đấng hiện từ cứu thế gian. Khắp trong ba tánh kề cắn khổ, đạo đức hiện lành kiến tiền bàn. Thiên địa minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lùi hai khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Đời cũng lý loan khắp mê chư ban, thương hại tan điền ác chẳng yên. Thiên địa diệt gian vì thiện duyên, cơ thâm hòa diệt từ đây có, bộ mãi thiên cơ ác đạo quyền, tuốt khởi nhị niên giai tiền đinh, quần lại thương cổ mới bình yên. Điên này dấu thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc lầm than. Khuyên trong lễ thứ mau mau tình, yên trí nghĩ suy biết
đá vàng. Ê về tiên trưởng muốn khuyên đời, mà đời lầm lạc lắm đời ơi. Đạo đức nhút nhớ mà sao đặng, tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Bi đồng từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh nam bắc lười tuôn rơi, kim sơn xem thấy lòng tha thiết. Mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi, nam vì cuối loan dài dầm giặc, nhưng ấy chẳng qua tài lẽ trời. Đạo hành quyền cơ khuyên đó kim, chẳng dày sau này khó thành thời. Cổ ngữ hằng ghi thầm khổ đau, tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Lão già hậu quý nhân âu già, ly kỳ thiên đình di thiền là tây phương. Trời gót nghỉ qua xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Đôi thấy sớm làng thêm bắt chán, yêu đời mấy mùi luôn bầm gan. Thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dùng chốn cao ngôi.
khắp trong sao tánh toàn giả dối. Sa phương tăng sư tạo diệt tôi, thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rai trần hạ lời văn trôi. Tu hành giả dối khuyên khá đổi, cung kiến trai đàn cùng nên tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo đây là bài ông Lưu Văn Tốt hỏi ông Tốt ở làng Mỹ Hội Đông Long Xuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Mộ đạo ở trên chưa hiểu văn, xin ông phân càng chúng nghe rằng ba ngàn thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dài chúng sanh, Đức Thầy đáp quả: Dưng lệnh Phật tôn chưa hiểu văn, ngặt gì pháp luật khó phân rành, càng khôn muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đến mây xanh, vì sao thế giới lại ba ngàn, học đã rành chưa đến hỏi han, đã làm nhỏ văn thì hãy đối, đáp lời cho vẹn kiên tiếng ban, đời văn vật sai mê khổ tham, người nào đã tưởng làm nho văn, xưa nay mèo mà lung lăng, làm cho quên mất đạo hằng thanh nhân. Nay gặp kẻ có cơn thức tình
Phận làm người thống thần sửa sang. Tài xuống bút nói làng chuyện thế bài đạo màu cửu tế nhân sanh. Kìa kìa các bậc công khanh miếu son tạc để đành rằng chẳng sai. Thời ai kẻ học hay lo liệu rứt bụi trần bằng biểu làm chi, làm cho rồi phần tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Chừng bay núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ôi. Tu hành ắt được thành thời lại xem được Phật được trời bao thay. Thân hành đạo đắng cay phải chịu phần làm người, phải liều cho sống. Cần chi gạn hỏi diện vong, làm người chưa vẹn khó hồng thành thơi. Nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa chữ hiền lành trao chia cho sông. Thấy đời trần hà long đông chẳng lo khó thấy mây rồng hồi kia. Nam mô A Di Đà Phật.